lần nữa Trương Thị Trần xin được trở lại với chương trình Tuổi Trẻ Hiện Tại và Tương Lai trên làn sóng Lướt Sài Gòn TV để đem tới quý vị những nguồn tin rất là cập nhật liên quan tới học đường và thầy cô giáo. Cùng với điều hành với chương trình là thầy Quang, là hiệu trưởng của trường quân đội TQD. Và ngày hôm nay thì chương trình hôm nay thì Julie cũng như là thầy Quang và thầy Trung trở lại với quý vị qua một cái môi trường nó hơi khác một chút xíu, là người Việt Nam của chúng ta, tị nạn tại Việt Nam của chúng ta thì luôn luôn lúc nào cũng muốn hướng dẫn cho con em mình có một cái học vấn tốt, và tuy nhiên lồng vào trong đó chúng ta cũng muốn giữ cho các con em mình giữ cái văn hóa của người Việt Nam. Và chương trình hôm nay thì Julie muốn nhắm về với thầy Trung nhiều hơn một chút xíu, vì thầy Trung là một trong những thành viên của sân khấu nhỏ, câu lạc bộ sân khấu nhỏ, và sẽ gửi đến quý vị những cái sinh hoạt của câu lạc bộ sân khấu nhỏ trong những ngày sắp tới đây. Xin mời thầy Trung. Dạ, chào cô Julie, chào anh Quang, chào quý vị khán giả. Thì em sắp tới đây thì câu lạc bộ sân khấu nhỏ sẽ có một cái chương trình nhạc hội vào ngày 16 tháng 7 năm 2016 vào lúc 6:30, và có chương trình này có chủ đề là Cha Trong Lòng Quê Hương. Cha Trong Lòng Quê Hương. Yeah. Và chương trình này mình sẽ nói về mình sẽ dành những cái thời gian để có thể tâm tình về và chia sẻ về những cái cảm nhận về người cha và người lính. Và trong cái chương trình này thì khách mời đặc biệt sẽ là anh Quang Trần đây. Người cha và người lính, và quý vị có thấy không, là không, người cha thì chưa biết, người cha thì chưa có là người cha, nhưng mà người lính, tại sao lại người khách mời đặc biệt lại là Quang? Dạ thưa cô, thì đây là một cái điểm mới của sân khấu nhỏ. Và bởi vì con nghĩ rằng là bởi vì khi mà tụi con có nghĩ ra cái chủ đề là Cha Trong Lòng Quê Hương, và nó có rất là nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất á là cái ngày vừa rồi là mình có, năm nay á, là một cái dịp rất là đặc biệt, bởi vì ngày Father Day và cái ngày mà vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa là trùng một ngày. Yeah. Và cho nên là khi mà mình nói với người cha mà lại bỏ quên qua những người lính á, thì nó cũng là một cái sự thiếu sót. Mà nếu mà chỉ có nói dùng cái chủ đề về người lính không, thì nó lại là một cái chủ đề thực sự với con, là với cái thế hệ tiếp nối của câu lạc bộ sân khấu nhỏ, thì nó lại là một chủ đề quá rộng, và nó rất là khó để có thể tìm được một cái điểm mới ở trong cái chủ đề. Bởi vì cái chủ đề về người lính Việt Nam Cộng Hòa thì đã được khai thác rất là nhiều, và đã được nhắc đến rất là nhiều trong những cái chương trình đại nhạc hội lớn ở ở cộng đồng của mình. Thì cho nên là trong cái dịp này thì con muốn mời anh Quang Trần để vào cái trở thành một cái khách mời đặc biệt ở trong chương trình, bởi vì con muốn cái chủ đề này lần này con muốn nhấn mạnh đến những cái điểm, cái hay, cái đẹp của người lính, ở trong cái đức tính của người lính, ở trong những cái một cái hình tượng người lính, và làm sao có thể đem hình tượng đó trở đến gần gũi hơn đối với những cái thế hệ tiếp nối, đối với các em sau này. Và đó là lý do mà con mời anh để vào trong để làm khách mời đặc biệt. Cái feeling của Quang, cái cảm tưởng của Quang khi mà được các em mời Quang là một diễn giả, là speaker, special guest. Dạ, cái feeling của Quang thì rất là hân hạnh là được có cái cơ hội này để là một cái guest speaker cho thế hệ trẻ, để chia những cái kinh nghiệm của mình, and basically giống như motivate cho những em trẻ kia. Nếu mà nói về phần làm ba thì thì Quang đã có cái feeling qua, thì cũng có nhiều người không có biết cái này, về hồi last year thì đáng lý baby của Quang á là phải born, nhưng mà rất tiếc á là vợ của Quang và Quang đã mất đi bé này. Sorry, but mình cũng là có cái feeling đó, mình đã giống như có cái procedure mà lấy em này ra. Thì lúc nào trong lòng của Quang cũng nghĩ tới cái baby boy của Quang hết. Thì chỉ cho Quang là cảm thấy là những điều mà mình làm á thì mình cũng là giống như bòn đức lợi, và mình cũng là giống như giúp một phần cho những trẻ, và mình cũng nghĩ tới con của mình một phần. Thì chỉ lúc mà em Trung á mời Quang lên ấy, thì một phần Quang cũng rất là vui, và một phần cũng khiến cho Quang nghĩ tới baby boy của Quang. Nhưng mà nếu mà
đứng trên phương diện là một người quân nhân, uh-huh. một người quân nhân thì cái phần chia sẻ của Quang với lại câu lạc bộ sân khấu nhỏ và thế hệ tiếp nối, à, ngoài cái thế hệ tiếp nối còn có những thế hệ đàn anh, đàn cô, đàn chú, thì Quang có thể bật mí một chút xíu là sẽ chia sẻ những gì hay không? Tại vì cái chương trình này sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, ngày 16 tháng 7, sắp tới đây. Thì không biết là Quang muốn giữ cái đó để ngày hôm đó sẽ chia sẻ hay là không? Em nghĩ mình sẽ giữ cái đó là một cái secret, so that's why mình phải khuyến khích nhiều người tới nữa. Bí mật. Còn nếu bí mà mật, mình nói thì maybe họ chán quá, họ không có tới. So that's why cái đó là cái secret. Cái secret. Cái đó là secret giữa cái em và Chung. Thấy hai cái khuôn mặt này, hai người trẻ này đang tấn công cô Julie. cái này là một cái secret. Ok, cứ cho là một secret đi. Thì khi mà bây giờ trở về với Chung. Dạ. Khi mà cô biết là khi mà mời anh Quang như vậy đó, thì trong lòng ngoài Chung ra còn có Hằng Ni, cũng là một khuôn mặt rất là quen thuộc của Little Sài Gòn TV, cũng là một trong những thành viên của thế hệ tiếp nối của sân khấu nhỏ, và ngoài ra còn có Danh Vũ là nhạc sĩ. Yeah. Là ba người mà rất là quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, thì tại sao ngoài những cái vấn đề mà về là người cha, người lính, tại ngoài cái mục đích chính nữa để mà ba các em chọn anh Quang là người khách đặc biệt, ngoài ra còn có mục đích gì nữa? Dạ, thì cái câu này con phải suy nghĩ rất là kỹ để trả lời. Dạ, thì đối với thưa cô thì cũng trước khi mà có được cái quyết định để khi mà để mình quyết định là mình sẽ mời anh Quang, thì tụi con cũng đã ngồi lại với nhau và mình cũng chọn ra một số những cái gương mặt và cũng để có thể mà để có thể làm diễn giả trong chương trình. Thì đối với con á, thì tất cả các cô chú và tất cả những cái gương mặt mà đã được mình được chọn á, thì đối với con đều là những cái người có thể trở thành những cái người diễn giả, và có thể mà họ sẽ chia sẻ tất cả rất là nhiều cái kinh nghiệm. Về cái kinh nghiệm, về cái hoạt động của họ bằng cái cuộc đời của họ. Nhưng mà theo con thì nghĩ rằng là đối với con muốn tìm đến một cái hình tượng khác và nó quen thuộc hơn, và con muốn rằng là cái hình tượng người lính sẽ được kéo gần hơn. Bởi tại sao được khi mà con trong chương trình này thì mình sẽ nhắc đến là người cha và người lính. Uh-huh. Tại sao một người cha của mình đối với những người khác thì đó là một người bình thường thôi. Nhưng mà đối với bản thân của một những người làm con thì người cha chính là cái hình tượng lớn nhất. Uh-huh. Và tại sao như vậy? Bởi vì nó gần gũi, nó bình dị đến nỗi mà nó giống như một cái hơi thở cuộc sống như vậy. Uh-huh. Và đó là cái mà con cảm thấy khi mà con nghĩ rằng là khi mà trong cái lần này, khi mà mình nói về cái hình tượng người lính, mình phải làm sao để cho đem cái hình tượng của người lính đến thật là gần với thế hệ tiếp nối, để cho thế hệ tiếp nối có thể nhìn vào đó và có thể thấy được cái tấm gương và có thể học hỏi thêm những cái đức tính tốt của người lính. Và từ đó thì các em sẽ có cái động lực và các em sẽ có cái mục tiêu, các em sẽ tìm tòi để hiểu biết hơn về những cái hình tượng về người lính Việt Nam Cộng Hòa, hay là về những cái đức tính, những cái hay, những cái đẹp, và các em cảm thấy là các em có thể áp dụng được vào cuộc sống của mình. Và khi mà wow, biết được this is big. So touching. Oh wow, wow. Thầy Quang, I don't even know what to say. I'm speechless. Khi nghe cái sự chia sẻ của Chung, yeah. Có lẽ là cá nhân Julie và thầy Quang, yeah, là mình. Quang cảm thấy có rất là nhiều cái pressure cho ngài. Và nếu mà cái speech không cứ kết là là có vấn đề. Chung sẽ bắt Quang hết đất quá. Oh wow, wow. Thưa quý vị, để mà có thể nghe một cái thế hệ tiếp nối chia sẻ tại sao lại mời một người lính trẻ để góp mặt trong chương trình, thì Julie nghĩ rằng thì là cho dù cứ một cái thế hệ nào, chúng ta không thể nào không đến tham dự cái chương trình câu lạc bộ sân khấu nhỏ với cái chủ đề là cha trong lòng quê hương. Xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn để nghe phần chia sẻ của thầy Quang sau khi đã được
thầy Trung nói về cái chia sẻ của mình. Wow, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.